Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa, ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, tưởng nhớ các đồng đội của chúng ta hy sinh tại mặt trận 479 Campuchia và các đồng đội đã mất vì bảo mệnh trong thời gian qua. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Thôi! Trân trọng kính mời các thủ trưởng, thân nhân các gia đình liệt sĩ và đồng đội ngồi xuống.
thì nhập ngũ cùng ngày. Nhưng sau các đồng chí mọi người mọi mượn mời đến trường và có một chị là đi về địa phương thì chỉ có chuyện này. Nhưng bây giờ là các đồng chí đã có những mái ở nhà vui sức khỏe người cao và chẳng xung quanh là chúng ta rất cảm động. Một cái kỷ niệm chúng ta chắc cả đồng chí không thể nào quên là chúng ta đã hành quân là từ ở đây của hai huyện Đô Lương và Anh Nhơn là ra đến phòng 13 thì trên cái nhập đường là cả đồng chí nhớ bao nhiêu là kỷ niệm sâu sắc đối với những người đứng còn trẻ rời gia đình thì cũng còn khóc thật và nhớ nhà mọi đồng chí thì đứng còn là bình tĩnh với người yêu. Nhưng mà thực tế hiện nay tôi cảm đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ là trở về quê hương và trở về thế nhưng thay mặt cho 50 anh em đang còn là những cái chiến sĩ mà nhập ngũ tháng 4 năm 81 và hiện tại chúng ta đang ngồi ở đây, trước hết mà nói là một cái lời cảm ơn sâu sắc đến ban tổ chức đã hết sức cố gắng tạo cho chúng tôi một cái buổi giao lưu gặp mặt để ôn lại những cái tháng ngày ở trong quân ngũ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, từ trung đoàn 113 chúng ta tỏa đi các cái chiến trường đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chiến đấu huấn luyện và sau khi trở về địa phương có những người làm công tác xã hội, có những người là làm thì công tác kinh doanh trên thương trường, có những người là nông dân. Nhưng nhìn lại ở cái góc độ nào chúng ta cũng đã giữ vững cái phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ nói chung và người lính đặc công của trung đoàn 113 nói riêng, chúng ta giữ mãi cái niềm tự hào của đơn vị. Như năm xưa
sinh hiến trên đời đừng người công bằng tình yêu quê hương vì tổ quốc.
trời sông núi, vì tự do, vì tự do, bộ đội đặc công luôn sẵn sàng lên đường.